Chào tất cả anh chị các bạn. Anh chị các bạn đang xem một số dòng cá bảy màu hiện tại bên trại cá kiển Nam Anh. Hôm nay mình có thời gian mình set up một cái video nho nhỏ, một cái hồ thủy sinh. Chiều dài, chiều cao lên của hồ là 60, rộng 60, ngang sâu vô thì 40. Cao dài rộng các bạn. Cái hồ này cũng lớn chứ không có nhỏ. Lúc trước thì mình quay lên cái video trước thì cái hồ kia thì nó nhỏ, nhưng mà cái hồ này thì để số lượng cá rất là nhiều. Cá bảy màu, đối với cá bảy màu thì tới 200 mấy chục loại lận. Nhưng trong cái hồ này thì mình hơn 10 loại thôi nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nói thêm một tên từng dòng để cho anh chị các bạn có đặt hàng ở đâu thì dễ phân biệt. Đối với một số dòng full red, full lắp, full red là nguyên con màu đỏ đây, là full red. Đó, những con màu đỏ nguyên con là full red các bạn. Còn màu trắng á, là dòng latium, white latium thì nó trắng nguyên con luôn. Còn full gold thì nó vàng. Đây như con này, nó vàng. Còn những con dòng có hoa văn trên người á thì gọi là red light. Red light như con này, red light đây. Còn coi đỏ thì có coi đỏ ribbon, coi red ribbon và coi đen ribbon. Còn những dòng không có ribbon là không có cái râu bụng. Còn những con nào có râu bụng là ribbon. Đây như con full gold, như con full gold này có ribbon, có râu bụng. Còn dòng rồng á thì khi mà mình quay lên video rất là nhiều video luôn. Anh chị các bạn vào cái trang của mình để xem, để tham khảo thêm tên của từng dòng. Ở trong đây là mình quay hơn 10 loại cá bảy màu. Dòng để mình đọc sơ để cho anh chị các bạn tham khảo. Rồng xanh, rồng đỏ, full gold, full red, dumbo mua sắc. Rồi coi đen, coi đỏ, coi đen á thì coi đen size lớn. Coi đỏ thì có coi đỏ giống với lại coi đỏ si thu ribbon. Dòng lutubat, như con này là dòng lutubat này, lutubat ribbon. Rồi tới thêm một số dòng ribbon nữa, như là full gold ribbon, full red ribbon. Đó là những dòng có râu bụng. Còn full lắp thì nó có nguyên con màu đen rồi. Anh chị các bạn thấy nguyên con màu đen to, rất là to luôn. Ở trong cái hồ này lớn cho nên để những con này vào số lượng nhiều, rất là nhiều, cho nên nhìn nó mới đẹp các bạn. Chứ một hồ là rộng mà mình để số lượng dài cặp thì nhìn không thấy con cá đâu luôn ha. Anh chị các bạn mà có cần thiết kế cái hồ mini nho nhỏ vậy thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Bên trại sẽ hướng dẫn để cho anh chị các bạn set up một cái hồ. Ở xa cũng được, ở gần đó thì bên hồ có bán phân nền, phân mê công, rồi những cây cảnh, hạt giống, hạt chân châu, hạt cỏ lúa nữa. Con như con này là dòng si thu ribbon. Có bán máy lọc hoặc là thuốc xử lý nước cá bảy màu. Cá bảy màu thì anh chị các bạn thấy vậy thôi chứ nó rất là khó nuôi. Người ta thường nói là khi mà muốn nuôi dòng cá khác thì đầu tiên mình phải nuôi tốt cá bảy màu nó sống trước cái đã, rồi hả nuôi cái dòng khác. Những cái con mà có đỏ, đen đỏ như vậy thì con nào có chấm đỏ trên đầu á thì là coi đỏ. Còn những con mà không có dấu chấm mà nó cái đuôi như cái cánh quả hồng thế này gọi là dòng HPRO. Rồi nửa xanh, nửa đen, nửa trắng này là dòng lưu hấp quai hoặc là HPY nha các bạn. Rồng tím thì ở trong đây không có rồng tím. Có như con này là dòng Violet. Violet thì nó cũng tím nhưng mà màu đen chủ đạo. Anh chị các bạn thích một cái hồ mini nho nhỏ thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Bên trại sẽ hướng dẫn. Còn đặt cá thì anh chị các bạn cứ nhắn tin qua là gửi bảng giá cá bảy màu. Bên trại sẽ gửi cái danh sách giá của từng dòng cá bảy màu luôn để anh chị các bạn gần xa tham khảo đặt hàng. Nhìn rất là đẹp các bạn. Cái cỏ ở dưới là cỏ chân châu. Cỏ chân châu cái hồ này là 20 ngày rồi mới được như vậy các bạn. Khi mà cao quá thì mình có thể mình cắt. Còn phân mê công thì hàm lượng dinh dưỡng trong đất mình có thể giữ được 6 tháng. Mình có thể tự set up một cái hồ thủy sinh bằng
cỏ trân châu, mình cao lên thì mình cắt mình tỉa nó thôi, và sau đó mình gieo trồng những cái cây cỏ khác. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị các bạn. Anh chị các bạn có yêu thích một số dòng cá bể màu hiện tại bên trại, cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại giùm mình nha các bạn. Bên trại sẽ gửi bản báo giá để anh chị các bạn gần xa tham khảo đặt hàng. Nhìn rất là đẹp. Ở bên trại thì có bán luôn cả thức ăn như là bo bo, trùng chỉ hoặc là cám thái. Tất cả các loại bệnh của cá thì bên trại cũng có thuốc đặc trị. Anh chị các bạn cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình, mình sẽ báo giá. Có nhận ship tất cả các tỉnh thành luôn nha các bạn. Bên trại thì có bán cá beta, cá bể màu, cá chép, cá bình bông, la hán hoặc là cá rồng. Anh chị các bạn có thích những dòng nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình. Cảm ơn tất cả các anh chị các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha các bạn. Bên góc tay phải có cái chữ đăng ký á, anh chị các bạn nhấp vào để xem được nhiều video hơn. Khi mình up lên á, cái YouTube nó báo là ở bên trại cá nó đăng lên. Anh chị các bạn nhấp vào xem chứ không cần phải tìm nữa. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn.